Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á nhập kit thử COVID từ Trung Quốc giá 21.000 đồng, bán cắt cổ người dân 400.000 đồng. Tổng cục Hải quan của Bộ Tài chính vào hôm 20 tháng 1 đã công bố thông tin chi tiết cho biết công ty cổ phần Việt Á đã nhập khẩu 3 triệu kit test nhanh xét nghiệm COVID-19 mới 100% từ Trung Quốc với giá có 0,95 đô la một test, tương đương với 21.560 đồng một bộ. Lô hàng nhập khẩu có tổng giá trị là 64,68 tỷ đồng. Các lãnh đạo của công ty Việt Á là Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, và Vũ Văn Hiệp, Phó Tổng Giám đốc công ty, hiện đã bị khởi tố hai tội danh là đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh báo của chính phủ ca ngợi Việt Á với bài viết là ưu điểm vượt trội của bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam. Công ty cổ phần Việt Á được báo chí nhà nước Việt Nam ca ngợi vào năm 2020 vì đã sản xuất ra bộ kit xét nghiệm COVID-19 loại PCE đầu tiên của Việt Nam, được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận và được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thậm chí còn đăng tin chính thức về việc Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận bộ kit xét của Việt Á. Tuy nhiên, sau khi những sai phạm của Việt Á được phát hiện vào khoảng cuối năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lên tiếng đính chính rằng không có chuyện Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận kit xét nghiệm của Việt Á. Theo điều tra của Công an, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần thu 4.000 tỷ đồng. Theo truyền thông nhà nước, khi giới thiệu về bộ kit xét nghiệm, lúc đầu, ông Phan Quốc Việt đã tự định giá kit là 400.000 đồng đến 600.000 đồng một bộ. Sau đó, vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế có văn bản do ông Nguyễn Minh Tuấn là vụ trưởng vụ trang thiết bị và y tế ký gửi các y tế, bệnh viện trực thuộc bộ cập nhật danh sách sinh phẩm, khả năng cung ứng và giá bán kit test và đặt kit test của Việt Á vào vị trí số 1 trong danh sách. Kèm theo công văn của Bộ Y tế là giá bán công bố của bộ kit test là 470.000 đồng một bộ, áp dụng cho đơn hàng dưới 500.000 bộ. Hiện không rõ bộ kit test nhanh được Việt Á nhập về được bán như thế nào, nhưng giá một lần xét nghiệm nhanh của Bộ Y tế quy định là 280.000 đồng. Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước, tại một số bệnh viện tư giá này có thể lên tới 390.000 đồng mỗi lần. Liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần Việt Á, Công an đã khởi tố tổng cộng 19 người với các cáo buộc tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và tội về lợi dụng chức quyền và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là hình ảnh Phan Quốc Việt cùng các bị can bị khởi tố trong vụ án. Có 3 lãnh đạo thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là ông Nguyễn Nam Liên là vụ trưởng kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế của Bộ Y tế và Trịnh Thanh Hùng, vụ phó khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, ông Phạm Duy Tiến, giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố về tội nhận hối lộ với số tiền lên tới 27 tỷ đồng. Hôm 7 tháng 1, truyền thông nhà nước trích dẫn thông tin từ Bộ Công an, theo lời khai của Phan Quốc Việt cho biết, Việt Á đã thổi giá xét nghiệm kit test COVID-19 lên thêm khoảng 45% và đưa hối lộ cho các đối tác 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin không cho biết cụ thể những người nào đã nhận hối lộ và mỗi người nhận bao nhiêu. Trả lời trước Quốc hội vào hôm 18 tháng 1, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết các đối tượng liên quan đến vụ án này rất nhiều nên chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Làm đến đâu công bố, công khai cho công luận biết đến đó và điều chỉnh các quy định kịp thời liên quan đến mua bán, đấu thầu thiết bị y tế, sinh phẩm chống dịch. Vụ án ở Việt Á được xác nhận là nghiêm trọng vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã được đưa vào diện của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo dõi, chỉ đạo. Từ báo Lao động vào hôm 20 tháng 12 năm 2021 có đặt câu hỏi rằng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cho biết kit của công ty Việt Á sản xuất ở đâu mà có. Đây là hình ảnh phòng sản xuất kit test rộng có 10 m² của công ty Việt Á.
Bài báo hỏi thẳng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế rằng kit xét nghiệm của công ty Việt Á có do doanh nghiệp này sản xuất hay mua ở đâu về lắp ráp? Bởi vì các nhà máy của công ty Việt Á ở đâu sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 theo quy trình công nghệ gì? Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế chắc chắn đã đi kiểm tra nhà máy và quy trình nên mới công nhận và cấp phép. Riêng phóng viên của báo Lao động đi đến các địa điểm của công ty Việt Á tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì không dám nghĩ đó là cơ sở sản xuất kit xét nghiệm. Và nó cũng chẳng thể sản xuất ra những bộ kit xét nghiệm COVID-19 mà chỉ có thể là các kho chứa đồ phế thải mà thôi. Thời gian nghiên cứu từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, nhưng ngày 3 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp quốc gia đã thông qua và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit test PCE do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công ty Việt Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Một tháng đã nghiên cứu thành công một công trình khoa học quan trọng như trên thì xứng đáng được trao cỡ giải cỡ thế giới. Nêu lại thông tin này để thấy rằng việc công bố thành tựu khoa học kit test là ngụy khoa học, là dối trên gạt dưới. Còn nữa, Bộ Khoa học Công nghệ phải trả lời rõ rằng kit test Việt Á nhập từ Trung Quốc, vậy thì 19 tỷ đồng sử dụng để nghiên cứu những gì? Báo Lao động đã đọc ra câu hỏi như vậy. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mai Bá Kiếm bình luận vụ việc với tựa đề "Cháy nhà, ra mặt khỉ đột". Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Báo Tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận để bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm ở Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua bộ kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh niên nói nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là những tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa đại dịch người dân khốn khổ. Từ khi khởi tố vụ án của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tôi mong báo cáo hải quan về việc nhập kit của Việt Á còn hơn hồi nhỏ trông má về chợ, ông nói. Tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, Tổng cục Hải quan phát thông tin về số liệu nhập khẩu của công ty Việt Á liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 bằng các thống kê ngắn gọn nhưng nói ra nhiều sự thật. Phan Quốc Việt là giám đốc công ty Việt Á có 5 chi nhánh và đứng tên giám đốc trên 11 công ty, trong đó chỉ có công ty cổ phần công nghệ Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế, nhập khẩu chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCE, phụ kiện dùng trong phòng thí nghiệm, vân vân. Như vậy, Việt Á không có chuyên môn sâu và có dây chuyền sản xuất thí nghiệm chuẩn nào để có thể chế tạo ra bộ kit test. Bằng chứng là xưởng sản xuất của nó chỉ có 10m², 10 công nhân và 2 tủ lạnh dùng cho thực phẩm. Vậy mà thì trong 3 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã mang mặt nạ khỉ, giả tạo tề thiên, giao đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp ngân sách tới 20 tỷ đồng cho Học viện Quân y nghiên cứu thử nghiệm bộ kit test và hô biến nghiệm thu đề tài chỉ sau có 1 tháng. Bộ Y tế cũng mang mặt nạ khỉ, giả mạo tề thiên, bứt cọng lông, thổi phù cái, biến ra giấy phép đăng ký lưu hành cấp phép cho sản phẩm kit test của Việt Á. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, Việt Á nhập khẩu 3 triệu bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính Novavirus 19. Đây là sản phẩm mới 100% được phát triển và sản xuất từ Trung Quốc. Giá khai báo có 0,95 USD là khoảng 21.000 đồng. Tổng giá trị là 64 tỷ đồng. Ngoài que ngay mũi, trong 5 năm 2017-2021 đã nhập nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm, chuẩn đoán xét nghiệm với tổng kim ngạch là 286 tỷ đồng. Như vậy, Việt Á chỉ nhập tổng cộng có 286 tỷ đồng thiết bị, nguyên vật liệu và pha trộn 5 loại hóa chất ghép thành bộ kit test PCE để bán cho 62 tỉnh, CDC tỉnh thành và các bệnh viện, thu về 4.000 tỷ đồng. Bỏ 286 tỷ đồng, thu về gần 4.000 tỷ đồng và chi hối lộ 800 tỷ đồng, dù không biết bộ kit này có đạt chất lượng hay không. Vậy mà, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời do mải mê chống dịch, không để ý giá bộ kit test.
Bộ trưởng Long mải mê đếm tiền hay mải chống dịch? Có ngon thì hãy đến lăng ông bà Triều để thể đi, tác giả nói. Bộ Khoa Công nghệ bịa đặt thông tin Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận bộ kit test của Việt Á và nước Anh thì đặt mua của Việt Á. Khi đổ vẩy ra thì lại đổ thừa do tin vào thông tin của báo chí ca ngợi bơm thổi Việt Á. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khi đó cũng ra lăng ông bà Triều hãy thề. Nhà báo Mai Bá Kiếm đưa ra yêu cầu như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin nhân viên y tế giáng chờ trí nhớ của Thủ tướng hồi phục. Nhân viên y tế nhiều nơi đã bị nợ lương nhưng không phải nơi nào họ cũng dám xuống đường để biểu tình như ở bệnh viện Tuệ Tĩnh ở Hà Nội. Nhà báo Trần Văn có bài bình luận hiện tượng này trên trang Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với tựa đề nhân viên y tế hãy giáng chờ trí nhớ của ông Thủ tướng hồi phục. Không chỉ có nhân viên y tế ở bệnh viện Tuệ Tĩnh của Hà Nội mà nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa thuộc trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cũng bị thiếu lương. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ khoản lương bị thiếu của nhân viên y tế ở Quảng Nam chỉ mới bằng một nửa. Khoản lương mà nhân viên y tế ở bệnh viện Tuệ Tĩnh bị thiếu là 8 tháng. Giống như các đồng nghiệp ở bệnh viện Tuệ Tĩnh, những nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa ở Quảng Nam cũng đang phải vật lộn để sống còn như bán hàng online hay xin thôi việc để đi tìm việc khác. Đây là hình ảnh y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế ở Quảng Nam bị nợ lương suốt 4 tháng, khiến cuộc sống chật vật, không dám nghĩ đến Tết. 4 tháng có lẽ chưa đủ dài, mới mức độ khốn khổ chưa đủ lớn, nên nhân viên y tế ở Quảng Nam cũng chưa dắt nhau ra đường, căng biểu ngữ kêu cứu, giống như các đồng nghiệp ở bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa làm cách đây vài ngày. Nguyên nhân chính dẫn tới việc nhân viên y tế cả hai bệnh viện vừa kể không được trả lương là vì đại dịch COVID-19 đã khiến những bệnh viện này không có bệnh nhân xin nhập viện để điều trị chuyên khoa nên không thu được viện phí. Giống như giáo dục, y tế cũng được xem là phúc lợi công cộng. Song tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống chính trị, hệ thống thể hiện công quyền có thể phóng tay chút ngân sách chi cho đủ thứ trời ơi đất hỡi, kể cả cổng chào, tượng đài. Nhưng giáo dục và y tế thì bị buộc phải tự cân đối. Nghĩa là dù muốn hay không, viên chức giáo dục, nhân viên y tế vẫn phải bóp nặng đồng bào, không muốn hoàn cảnh. Như vậy nhưng cuối cùng họ vẫn phải ráng mà làm, chịu tình cảnh như bệnh viện Tuệ Tĩnh, bệnh viện đa khoa thuộc trường Cao đẳng Quảng Nam. Không phải tự nhiên hồi hương, hồi thượng tuần tháng 11 năm ngoái khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại đợt 2 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, bà Phạm Khánh Phong Lan, một đại biểu tại thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội khóa 15 đã lặp lại điều mà nhiều người từng nhận định rằng hậu quả thê thảm của đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam là do đầu tư cho y tế cơ sở chưa thỏa đáng. Y tế là nền tảng đảm bảo sức khỏe của toàn dân, thiếu đủ thứ, kể cả nhân lực, chính sách thì chắp vá. Lúc đó có thể do hậu quả của đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam còn nóng hổi, không tiện phủ nhận trách nhiệm cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng chưa bao giờ xem sức khỏe của nhân dân là nghĩa vụ của mình. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã từng nói rằng chúng ta có thể mua nhanh trang thiết bị, nhưng đào tạo nhân lực như đào tạo bác sĩ ít nhất phải 6 năm. Tôi lo nhất là đào tạo nguồn nhân lực ngành y thời gian tới phải tập trung đào tạo nhân lực. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Giờ Việt Nam đã chuyển sang trạng thái bình thường mới. Dân chúng đã nguôi ngoai về hậu quả. Ông Thủ tướng Việt Nam thì lại bận trăm công ngàn việc. Dường như nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh và Bệnh viện Quảng Nam không phải là nhân lực của ngành y tế. Nên ông Chính và đảng của ông, chính phủ của ông không cần lo, không cần tập trung hay sao? So chuyện nhân viên y tế đã bị nợ lương với tuyên bố của ông Chính, có lẽ sắp tới là tương lai không xác định được. Nên ông Thủ tướng không cần phải nhớ lời đã nói làm gì. Khi hệ thống chính trị có một ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội và hệ thống công quyền có một ông Thủ tướng như ông Chính, thì những tuyên bố cam kết về cải tổ chính sách đãi ngộ của nhân viên y tế, ngăn chặn tình trạng nhân viên y tế thi nhau bỏ việc sẽ còn được lặp đi lặp lại nhiều lần với đơn vị tính là thập niên. Chẳng có gì lạ khi Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin Bộ Y tế đã tạm ứng tiền để trả lương cách nay 2 tháng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được đồng nào. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tích lũy được tới 29.000 tỷ đồng từ tiền cho người lao động
và nơi sử dụng lao động trên toàn quốc đóng góp, rồi lại đem 29.000 tỷ đồng ấy mua cổ phần, góp vấn, cho vay theo kiểu bị kiểm toán nhà nước đánh giá là tất cả đều chưa rõ ràng, minh bạch, khó có khả năng thu hồi vốn, nhưng dứt khoát không chịu chi đồng nào để hỗ trợ cho các nhân viên y tế đang khốn khó. Đây là hình ảnh nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội xuống đường biểu tình vì bị nợ lương suốt 8 tháng. Vào lúc này, do Bộ Y tế chưa thể giải quyết được chuyện trả lương cho 160 nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Công đoàn ngành y tế, thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang van vỉ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tập đoàn, tổng công ty của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đóng góp để hỗ trợ mỗi nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh khoản tiền là 2 triệu đồng vì Tết âm lịch đã cận kề. Chỉ khi nào trí nhớ của ông Thủ tướng đủ tốt, Thủ tướng luôn nhớ là đã tuyên bố những gì. Có lẽ những chuyện vừa bi vừa hài như thế này mới có thể giảm. Nhà báo Trần Văn đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Việc nhiều, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, thiếu cơ hội nâng cao tay nghề và lý do đã khiến hàng loạt nhân viên y tế cơ sở xin nghỉ việc. Trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin gây chú ý. Vào năm 2020 có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chỉ 10 tháng đầu năm 2021 đã có thêm 968 trường hợp xin nghỉ việc. Đây là hình ảnh theo Tổng giám đốc Việt Á tự khai thì tiền hoa hồng đã chi trong vụ bán kit xét nghiệm là 800 tỷ đồng, cho thấy rằng các lãnh đạo ngành y mỗi khi quyết định chi tiền mua vật tư thiết bị luôn có khoản tiền hối lộ rất lớn, trong khi nhân viên trong ngành lại không được trả lương đủ cho sinh hoạt mỗi ngày. Cũng theo phân tích của bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng, bác sĩ và một số ở trạm y tế bởi phần lớn vì lý do cá nhân, gia đình. Tuy vậy, khi chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, nhiều nhân viên y tế, đặc biệt là đang công tác tại tuyến y tế cơ sở, cho rằng họ đang phải chịu một áp lực công việc quá lớn, trong khi mức lương nhận được chưa tương xứng. Vào đầu tháng 7 năm 2021, anh B, nhân viên y tế công tác tại một trạm y tế ở huyện Bình Chánh, nộp đơn nghỉ việc sau gần 4 năm gắn bó với nghề. Từ một người vốn quanh năm thăm khám bệnh, tiêm chích cho người bệnh, giờ đây anh B đã chuyển qua kinh doanh tại nhà. Nhớ về nơi mình từng gắn bó, anh tâm sự. Dân số đông không tả nổi, trong khi nhân viên y tế rất hạn chế. Chúng tôi thường phải chia thành nhiều ca trực làm việc triển miên. Một người cùng lúc phải đảm nhận rất nhiều vị trí mới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đi sớm về muộn là chuyện thường, hầu như ai cũng nếm trải. Ngoài áp lực thời gian công việc, gần 4 năm qua, mức lương mà anh nhận được chỉ từ 5,5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể một thời gian dài trước đó, mức lương chỉ ngó ngách có 4 triệu đồng mỗi tháng. Bác sĩ Trương Thanh Tùng, trưởng trạm y tế Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, nơi chỉ có 10 nhân viên y tế, đã phải gánh gần 170.000 dân, tức là xã có số dân cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng mặc dù đã gắn bó với trạm y tế 20 năm nay, nhưng đến nay lương của ông chưa đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đây là hình ảnh nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ chống Covid-19 liên tục suốt 10 tiếng trong ca trực. Thậm chí trong trạm còn có điều dưỡng chỉ hưởng mức lương có 4,2 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lương như trên, bác sĩ Tùng bảo đã vô tình đẩy các nhân viên y tế rơi vào muôn vàn khó khăn. Ngoài công hiến thời gian cho xã hội, họ phải chất chiêu, chi ly, tính toán về tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, nuôi dạy con cái. Chính điều này cũng ít nhiều làm nhân viên y tế không còn mặn mà với nghề. Ông Tùng nói và cho biết thêm, các nhân viên trạm y tế đã nhận được tiền hỗ trợ chống dịch đợt 1 từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021. Tất cả đều được hưởng như nhau. Tuy vậy, với số tiền hỗ trợ chỉ có 10 triệu đồng mỗi người trong vòng 3 tháng chống dịch căng thẳng, cộng với mức lương thường ngày thì có khả năng khiêm tốn so với công việc trách nhiệm của mỗi người. Chia sẻ thêm về vấn đề này, một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện công ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không ít người từ bệnh viện công ra làm bệnh viện tư với mức lương và chế độ đãi ngộ cao hơn hoặc để làm đúng chuyên ngành mình yêu thích. Còn đối với ngành y tế cơ sở như trạm y tế, quận, thì ngoài việc thu thập, cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ cũng khá xa xăm, khó có thể nâng cao tay nghề.